cái này má của má ba của lôi ba của lôi mua cho lôi. À, lôi yêu chủ Linh không? À, không. Tại sao? Đó. Tại sao? Tại sao cái gì? Tại sao lại không yêu chủ Linh? Hả? Không biết. Sao lôi không biết? Cái nhà của lôi đang ở là chủ Linh xây ấy. Cái tivi lôi đang xem là chủ Linh mua cho đấy. Cái áo lôi đang mặc, cái quần lôi đang mặc là chủ Linh mua đấy. Cái đồ ăn mà lôi đang ăn đây là của chủ Linh cho đấy. Cái này tivi, cái này má của má ba của lôi. Ba của Lôi mua cho Lôi. À, cái quần này ba của Lôi mua cho Lôi à? Là... À thì cô lại xin lỗi. Cái quần này và cái áo này là ba của Lôi mua à? Cái này của chú Linh, cái này ba mua. À, cái này ba Martin Lôi mua à? Là... À, xin lỗi, cô lại xin lỗi nha. Đấy, cái áo của Lôi đang mặc là chủ Linh mua này. Cái nhà Lôi đang ở là chủ Linh xây này. Đúng không? Là... Cái tivi Lôi đang xem là chủ Linh mua này. Thì tại sao lại không yêu chủ Linh? Chủ Linh thương Lôi làm đấy, nghe chưa? Dạ. Rồi khi nào Lôi về Việt Nam là chủ Linh mua về máy bay cho Lôi về này, đúng không? Dạ. Thì bây giờ Lôi có yêu chủ Linh không? Dạ. Hả? Dạ. Nói to lên. Dạ. Thế bây giờ Lôi có yêu chủ Linh không? Dạ. Nói to lên, ngại dạ. Gì? Bây giờ Lôi có yêu chủ Linh không? Dạ. Đấy. Rồi, à, còn bao nhiêu khô gà nữa mọi người nhỉ? Đúng không? Đúng không? Đúng cái gì? Cô Lê nói có đúng không? Đúng. Thì cô Lê bảo là nhà Lôi đang ở là chủ Linh xây này, tivi là chủ Linh mua này, áo Lôi đang mặc là chủ Linh mua này, cái khô gà này Lôi ăn là của chủ Linh này. Kitty ba chú bác nhân mua tiền cho ba là ba mua tivi. Thì là ba mà chủ Linh là tạo công ăn việc làm cho ba Lôi, xong rồi ba Lôi mới có tiền mua tivi đấy. Đúng không? Đúng không? Đúng. Đấy, đúng mà. Cái bằng được. Ngồi lên đây.